Vâng, xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Kim Châu ngày hôm nay. Thì hôm nay Châu muốn giới thiệu đến các anh chị về khu dân cư Đinh Tiên Hoàng về đêm như thế nào. Thì các anh chị đã thấy là hạ tầng ở đây là đường nội bộ là đường 8m, lòng đường rất là rộng luôn ha. Hai bên vỉa hè mỗi bên là mỗi mét. Thì các anh chị thấy là hệ thống đèn đường ở đây rất là sáng, đúng không ạ? Khu dân cư ở đây về đêm rất là sôi động và nhộn nhịp. Thì nhà dân ở đây, khu dân cư hiện hữu hết rồi tất cả anh chị ơi. Và phía sau đây là có mọi người đang tham gia ở phần sân bóng phía sau nữa. Khi mà quan tâm đầu tư thì các anh chị sợ là khu đất đó ở xa trung tâm, không có người ở thì lắng về khi đầu tư tại khu dân cư Đinh Tiên Hoàng này. Các anh chị thấy hạ tầng ở đây như thế nào? Rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, xin chào các anh chị, bây giờ em sẽ quay lại để các anh chị thấy được các lô đất của mình về đêm như thế nào nha. Xin chào tất cả mọi người, ở đây là đường 8m và khu dân cư về đêm ở khu dân cư Đinh Tiên Hoàng này rất là sôi động và nhộn nhịp nha các mọi người. Đây, mọi người có thấy không? Hệ thống điện đường rất là đẹp, có đầy đủ cống thoát nước, vỉa hè, hàng cây xanh. Các lô ở đây là ngang 5m, dài 16m, có sổ đỏ thổ cư 100%, đất ở đô thị, xây dựng tự do. Thì từ vị trí này đi đến con đường Đinh Tiên Hoàng, con đường 40m trong tương lai, có tiềm năng tăng giá rất là cao. Ô là chiều luôn. Mọi người có để ý thấy là buổi tối là xe cộ đi lại ở đây rất là đông không ạ? Xe cộ rất là tấp nập luôn. Sống về đêm ở đây rất là sôi động và rất là có sinh khí, nên mọi người không có lo lắng về việc ở đây là một cái khu dân cư vắng vẻ nha. Và Châu chuẩn bị sắp tiến ra con đường Đinh Tiên Hoàng quy hoạch 40m. Ở đây là chỗ Châu đang đứng là đường nội bộ 8m thôi nha các anh chị. Đó, đó là nhà dân ở phía trước đường mặt tiền 40m. Con đường này thì như đã chia sẻ là hiện trạng là đường 10m, sau này sẽ quy hoạch thành đường 40m. Còn phía này thì sẽ đi về nút giao cao tốc và tuyến tránh quốc lộ 1A. Còn cái đường bên này Châu đang quay thì sẽ đi về sân bay quốc tế Cam Ranh và đi về thành phố Nha Trang. Còn bây giờ Châu sẽ quay ngược từ phía bên ngoài nhìn vào các khu dân cư Đinh Tiên Hoàng. Ở đây quy mô là 55 nền và có 6 lô mặt tiền là đã bán từ ngày đầu ra mắt rồi nha các anh chị, bởi vì tiềm năng tăng giá ở đây là vô cùng lớn, có thể lên tới như con số lịch sử minh chứng xã hội là tăng giá gấp 30 lần. Thì nhịp sống về đêm ở đây rất là tấp nập. Con đường này thì thiếu nhi ở gần đây có thể là chạy chơi trong cái con đường này, rất là đẹp. Hệ thống điện đường chiếu sáng rất là đẹp luôn, lung linh huyền ảo. Hàng cây xanh biểu tượng cho một cuộc sống trù phú, sinh khí trong tương lai. Nếu anh chị đầu tư ở đây thì có tiềm năng rất lớn. Không khí ở đây sinh khí, tính thanh khoản cho các anh chị rất là dễ dàng. Các anh chị nhìn đi, hạ tầng đẹp như thế này, cây xanh, đèn đường chiếu sáng như thế này, nhìn mà ai cũng thấy thích. Anh chị mua đầu tư rồi sau này bán lại cho những người có nhu cầu ở, thì nhìn cái hạ tầng như này người ta không thể không thích được, đúng không các anh chị? Mà giá thì hiện tại là thấp hơn giá thị trường. Giá thị trường là có nơi là 10 triệu tới 11 triệu một mét vuông. Thì giá bên em ở đây á, tính ra chỉ có 9 triệu 2 đến 9 triệu 7 một mét vuông đối với các lô hai mặt tiền và lô một mặt tiền. Thì quy mô ở đây là 50 nền, thì tổng cộng bây giờ đã bán gần hơn một phân nửa giỏ hàng.
nên là anh chị có muốn đầu tư ngay tại thời điểm này, hãy nhanh tay liên hệ với em theo số điện thoại 0907 063 246. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ. Xin chào.